Xin chào cả nhà. Lại tiếp tục là mấy cụ cháu mình cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Đây. Nay có Quy. Thì về cái bãi này bắt tin tức cả nhà. Bãi này hồi bữa bắt tin tức nè cả nhà. Đó. Đó là trong quá trình mà bắt tin tức ta sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Thì mời cả nhà đồng hành cùng cụ cháu mình để trải nghiệm một ngày loại bãi bắt tin tức. Giờ để Quy với lại anh Tư lên trên đây mình chạy gió là đằng kia cả nhà, đây xuống tàu cả nhà. Rồi sẵn đồ đi, hai cô cháu lên cuộc hành trình bất tâm. Trời đây cả nhà ơi. Giờ hai cô cháu mình xuất phát lên bãi săn tìm những con hàng tôm tích cả nhà ơi. Còn mình đi hay quá, còn mình đi trước một đoạn rồi. Còn cậu Sáu thì ngồi canh ghe, giờ ghe đặng tên kia lát coi có nước cạn, lát cậu có đuổi cá đuổi. Giờ mời cả nhà theo chân hai con cháu mình nha. Lát nữa có tâm tích là mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Rồi. Rồi đây cả nhà ơi. Một con tâm tích từ sáng giờ hai con cháu thì chưa có. Nay không có lép đi không có được may mắn cả nhà. Không có lép là không làm được gì hết, là bảo tố luôn rồi. Đục lại mới nha. Bây giờ mình lại là cái chủ cũ vừa trước đó nha. Kiếm vài con hàu. Được không cậu? Này thấy dễ quá, sao không ra. Cậu thấy dễ ăn lắm. Ghê luôn. Chưa ra nữa cả nhà. Dạ. Trên này dễ thấy dễ làm. Đây. Mụn cứng như. Vô nó không ăn nhầm gì á. Không có cảm giác gì. Này ngon, sắn nó bé ngon lắm ha. Dạ. Sắn nó phải xúc liền chứ nhờ. Ừ. Sai lầm mày. Sai lầm. Thua cái nằm dìu bước ta. Thua. Đó đó đó. Tội cậu. Ồ. Đảo ra nha. Thơm quá. Thơm ngon. Thơm béo. Nhìn là mê liền. Đây. Còn nữa cả nhà ơi. Đỏ, 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 đỏ. Có, ra cả nhà ơi. Rồi. Cận cảnh luôn. Chắc này mình lấy miếng. Bỏ đây quá. Dạ. Này có cái bồ tạc đục vô cái gì nhặn luôn chứ sao vậy, húp liền. Được không cậu? Cái đứa con thôi. Ừ. Anh đóng đây yêu đời. Chút nước có hành đi dợp với nó luôn. À, trời ơi. Thơm phức. Trời ơi. Mạnh. Càng nhanh càng mê. Rồi bỏ vô khạp luôn. Ây da. Còn mình thấy đây còn mấy con bự bự không à. Không thấy đường đục đó. Bây giờ em nào. Bây giờ tao gì? Cái gì con? Dâm hả? Hả? Cái dâm đó nè. Cái con mò á. Lột nè, con mò nè. Ú. Không? À, à thì là nó rớt xuống. Còn mình hay quá. Tiếp tục cả nhà ơi. Này chắc theo tiến độ chắc lóc tâm tích cả nhà ơi. Lội từ cái mé của chiếc tàu đang chạy không cả nhà.
bo hai con chó đâu đi đường thẳng đâu, đi vòng quanh luôn, tùm lum luôn. Cuối cùng tới đây là không thấy con tôm nào hết. Tiếp tục chuẩn bị một em hào nữa. Lóc này mình chơi khác. Đó. U. Giữa cái con nào nhìn cũng mọng nước, béo ngậy. Đã lắm rồi anh. À, giờ đây. Có mấy em cam cam này nó cứ bay tới bay lùi. Còn nữa không con? Còn nữa, còn nữa. Qua hai linet. Tàu này chạy ít sóng. Sao mà làm gì đâu? Bộ lưới rồi, bộ lưới rồi. Hồi nãy anh thấy bộ lưới rồi. Dữ lắm. Rồi. Đây. Tiếp tục hành trình nha cả nhà ơi. Đây. Lậu từ nào giờ được mấy anh hầu. Không có Alep đi theo, thất bại tôm tích. Thất bại luôn. Rồi cả nhà ơi, thì hồi sáng hai cậu cháu có lên trên bãi bắt kim tích cả nhà, mà không có hai cậu cháu đục được mớ hào cả nhà, ba bốn con gì á. Với lại anh em mình có đem theo mới giờ hôm qua anh em mình bắt nè. Nay mấy anh em thưởng thức dập nướng ở dưới giỏ luôn nha. Tính đi bắt kim tích từ xong rồi xuống rồi nướng rồi luộc rồi đồ ăn rồi. Mà thất bại rồi cả nhà. Giờ mình đang nhân cái tấm lưới cá uống sao trên đó đó. Lát hồi mình ăn uống đồ xong đi về mình hãy xử sau. Ăn uống xong rồi mình mới lên trên đó cả nhà. Rồi mình bắt đầu mình chế biến thức ăn cái đi. Lát hồi xong á mình sẽ mời cả nhà dùng cùng anh em mình nha. Rồi đây nè cả nhà. Đó, cậu cháu mình bắt đầu xử lý nè nha. Sôi nước cả nhà. Sôi ục 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 luôn cả nhà. Đã không? Vừa ăn vừa ngắm tàu chạy. Trong lúc chờ đợi lưới cá nha. View biển, view biển. Giọt của mình là luộc xong rồi nè. Đó. Giờ bắt đầu là quá trình nướng. Con này chín rồi nè. Dạ. Rồi đây nha. Quá thơm, quá thơm. Đợi chút xíu nữa đi. Rồi bỏ không bỏ còn vô cũng không kia đi. Rồi đây cả nhà ơi, anh em mình đã hoàn thành hoàn thành xong rồi nè cả nhà. Đây này có đem dưa leo nữa nha. Hào dộp. Dộp dưa leo. Nè hào là nướng mỡ hà, dộp nướng mỡ hành, đậu phộng. Nướng mỡ hành với đậu phộng nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Giờ chỉ thưởng thức thưởng thức thôi cả nhà. Rồi, bắt đầu mời cả nhà dùng với ba cậu cháu nha. Rồi, mời cả nhà ăn với lời cậu cháu nha. Mời cả nhà. Rồi, hốt. Trong khi chờ đợi dân lại hớp đi con. Ok cậu. Rồi. Này mời cả nhà nha. Đảo. Lâu đi. Thưởng thức coi. Cái tiếp một này cũng lâu. Nó phụng. Ngon không? Được không? Hôm nay chưa quá đỉnh, quá đỉnh. Đấy, cái mà hình mọi làm ngon quá. Nào nãy mình đục rồi cả nhà. Quá đã. Còn nóng. Còn nóng rồi. Ừ, còn nóng lắm rồi. Lụm rồi cả nhà. Ủa, có đồ phộng vô là. Cái thầu không còn gì bằng á. Lần trước thì mình luộc kim tích. Cái thầu. Lần này nướng ăn cho nó đỏ ha. Dạ. Rồi, miếng dưa leo nữa chứ. Hết tí luôn. Vậy chạy đâu. Ăn dẹp lép ơi. Sáng vụ anh lép mà không đi. Bận rồi. Dẹp nước mưa hành.
Nó thơm, nó béo. Thơm, thơm đây qua bìa rừng bên kia còn nghe. Có đồ phòng vô ăn đã. Vô. Cái tiếng hút thôi nghe thì nó đã rồi. Gì còn gì nữa? Còn gì nữa đâu, khóc với sầu. Còn gì nữa? Không còn gì để nói nữa. Đủ bộ môn luôn rồi. Ba môn phối hợp luôn. Còn cá ngát mà cá nấu lẩu nữa. À, còn ngáo lẩu. Nước lẫn quá. Hồi bữa trước đi là mình hố rồi. Nước sau. Nước sau là cá ngát nấu lẩu. Ăn vậy bỏ không lụm rồi. Lừ, trời lừ. Nói nè. Ba mẹ ơi, con làm được rồi. Đã hết. Ăn hào ấy. Quá ngon, quá ngon. Hào nóng dày ra. Cái bẹ hào nóng nóng lâu á. Cái nhà ăn hào à? Cái miếng hào nó mới giữ á cậu. Trời ơi. Đó. Đây cái nè. Ăn no luôn, này ăn no luôn gì nữa hả? À? Người ta no, có thịt mới giật được đạo nha. No thật. Anh em mình ba cậu cháu ăn xong rồi ba cậu cháu mới lên ấy lưới cám sào nha. Sáng đi kiếm tầm tích không có cả nhà. Phải có nữa rồi nướng vô mỡ hành nữa rồi thôi. Hết sảy con mà bảy luôn nha. Cái này ba người với hai người đâu có ăn coi chứ không nổi. Ba cậu cháu rồi. Hết cái này đi. No luôn á. Ba cậu cháu mình hết này xong rồi canh nước vừa những lớn lên đi nhân cám sào nha. À lắm. Anh em ở đông mình đâu sợ nữa. Cá nó có linh cảm bắt. Giờ đây cả nhà ơi, cậu mới đuổi đuổi cá giờ lên ấy, giờ mình đi theo cậu mình. Con nhổ cây đi nha. Dạ, em theo cậu mình cuốn lưới mình nhổ cây. Cậu làm xà lắm em. Kiếm 4-5 ký nổi không? Không có tiền dài. Nhiều lắm hả? Cái gì chứ chết nhiều. Ở cái lưới này cũng tiếng rưỡi. Ủa, cá đó. Cá đó. Cá bự không ạ? Chứ bằng cái đầu tôm. Quy Quy, con xô cái lái qua thằng cậu quay. Xô lái cho xui rồi cậu. Thôi biết rồi. Sao, đùng phải không? Hả? Sống đánh đó. Chèo xe lưới hết. Xe lưới đó, mà hỏng quá. Cá nó chạy nè. Nó bự luôn à. Chứ mình văng cho đùng không? Đùng, chút đùng nữa ha. Thì hai ba con cả. Ồ, ngon nha, nhiều nha cậu. Chúc mình văng cho đùng nữa đi. Cái nước nó lên á. Ờ. Phá lưới rồi. Chín lại dài. Trời ơi, nãy chạy một cái hả, nó da trắng luôn. Nó chui da luôn kìa. Cấp thù hai con chành bành đi. Ủa, hai con. Thơm vậy. Hai con cá trà bá, con cá trà này. Con dưới mụn. Ồ, nãy mấy khúc này hay dính đều hết luôn á. Tung lưới. Đó, đang tung kìa. Nhằm con tung được, nhằm con tung không được. Ừ. Tung được hết là mình hết cứu luôn. Rồi, chú kiếm chú mát gỡ lưới luôn. Đứng trong vỡ gỡ luôn. Đi xong rồi. Bộn quá. Bộn rồi đó. Đứng. À, cái này hồi bữa nè. Miếng thôn hả? Cái miếng hồi bữa nè. Bỏ con ghe đi. Chúc nó vào quay xong rồi quăng luôn. Cái miếng hồi bữa con đi quay. Cậu. Con lúc đang kéo lưới á, con chạy hướng vòng nữa ôi. Cá lên trên bờ quá trời luôn kìa. Chạy hướng vòng rồi anh.
con đừng có chạy mạnh quá, đi vừa là cho mạnh quá nó giật hả, mạnh quá nó giật lưới dính nụ luôn cả nhà. Đấy, ba cũng con cũng con luôn à. Chỗ này không năm con được, thôi đại gỡ đi đừng văng thêm giác nữa. Chỗ này cũng nó trời mẹ mà con thâu đằng đảo vậy, kêu giùm cậu đi, cậu nhổ đây luôn. Cắm cây đó con thâu rồi đây. Cây đủ rồi, không có thiếu đâu. Thiếu. Kì có mớ cây chi. Cá này về chiên xù, kho tiêu cả nhà. Mắm me. Mà kêu chắc. Ủa, con này coi 2 4 6 7 8 con gì trời. 2 4 6 8 9 10 10 con. Ủa, trời. Ôi ôi. Vô mà vô bánh vui ơi. Nó vậy dính cháo quá trời. Con chỗ hết 10 con rồi. Con bự cội cái tay lưới những cá không rồi chứ. Trời con này quá trời ha. Nó chạy ra nữa kìa. Đó nó nhịp lưới rồi cả nhà. Nè, đó đều chưa? Cái này quá trơn mà. Nè, đều chưa? Đều chưa? Đó. Cái này nó không dính được cỏ. Cái này không mấy chục con rồi nè. Bỏ ha. Ê, đừng giỡn nha, bằng cá lưới bữa luôn á. Đó. Nè, hai con, ba con, hai con, ba con không? Cá bự mà. Kìa, khúc đó đã nghẹt lưới rồi kìa. Đây hả? À? Lên nổi trắng đuôi luôn kìa. Đó. Quá trời luôn rồi Quy ơi. Nè dỡ cái này coi, chiều nay dính nụ luôn. Trời ơi, tưởng đâu lóc. Rồi nè. Ù, thơm vậy. Ó, đậu Quy đem ra đây không mấy chục con rồi. Xuống này nè. Rồi, ok, xuống gỡ. Gỡ ở đây hả? Ra ngoài sông. Đây coi. Đi dây rồi. Về nhổ cây rồi Quy. Nhiều cá lắm. Phải, không có cá, không biết sao không? Sao? Lưới mình cái cá nó tuôn qua luôn. Thì chút mình thả hơi đụng tí xíu đi. Cho nó dính nó dấu cái ha. Còn thẳng quá cái nó bị. Ủa, cá nhiều lắm á cha. Đâu rồi. Ôi, nè bên đây một cái nha. Rồi, vô kèo. Quá đã cả nhà. Đi ra đây mình nhỏ nha. Rồi bỏ lên đi con. Bên trên luôn cho lát thu lại trên luôn. Cá dính nụ nụ. Dính hồi bộn đấy. Mình giác dưới sau thì mình đi đâu đi đó rồi. Ờ, để đi không sao. Quẳng nữa rồi. Không có gì, cứ từ từ. Từ từ rồi. Đợi xong đi, hai mấy anh em mình văng nặng nặng một tay nữa cả nha. Giác nữa. Từ con ơi. Cây con. Rồi đây cả nhà ơi, thành quả của ba cậu cháu văng lưới nãy giờ cả nhà. Giác sau này văng không có cá gì cả nhà ơi. Được nhiêu đây cá này cả nhà. Rồi, nay ba cậu cháu đi cũng như đi dã ngoại luôn. Mất tích rồi không có. Dần lưới cá được mới vậy, về ăn. Rồi, clip của cậu cháu mình cũng xin tạm dừng đây nha. Hẹn cả nhà những clip mới nhất của cậu cháu mình. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Giờ là ba cậu cháu chạy về. Nãy giờ gỡ tấm lưới sau này giác không rồi cả nhà. Không có con cá nào, được con hay con gì á.